cho cả nhà nha. À, cái cây mít của mình á, hôm nay ở nhà nó chín gỗ lên nè. À, ngày nào cũng có trái chín hết trơn á. Cái trái mít này ngon nè. À, cơm cũng vậy nè, chín cây. Cái này mùi rồi đó, cái này mùi nhiều rồi. Cái này thì nó ở suốt ở trên đọt á, nó ở suốt ở trên nóc nhà á. Hôm nay á, ngày nào nhà mình cũng ăn mít chín hết á. Bữa nay á, mình mới suy nghĩ ra một món. Nó là, ủa sao mà bánh chuối á, bánh chuối người ta làm bánh chuối hấp được, mà chuối thì nó chín nó cũng ngọt, vậy mít á, nó chín nó cũng ngọt, vậy đâu mình thử mình làm cái món mít hấp giống như là chuối hấp vậy đó, thử cái ăn được không. Giờ mình chẻ cái mít ra xong rồi mình lọt, mình lấy cái muối. Thì mình dở ra là nhiều mít ngon ha, mít này ngọt lắm luôn á. Mình chảy nước miếng rồi, nghe mùi mít chảy nước miếng thơm dữ lắm luôn. Mình hấp ăn thử coi nó ra làm sao, mình nghĩ chắc là ngon lắm luôn á, tại vì mít nó ngọt nè. Mà mình ở ngoài đường mình không có thấy người ta làm món này bán nha. Người ta làm bánh chuối hấp thôi chứ không có cái món bánh mít này đâu. Mình thì nghĩ là nó ngon á, nhưng mà không biết là họ nó ngon không nữa. Làm đại vậy đó. Con gì đó? Không. Mình cắt mít ra hành sợi sợi vậy nè, chứ để bự quá nó không có thấm được cái bột á. Mít này lúc mình nó vừa chín á, ăn sực ngon á. Cái này là nó tại nó chín cây nên nó bị mượt, nó mùi á, nên là nó mềm nè. Chứ ăn lúc mà vừa chín tới cơm dày mà nó giòn á, ăn y như mít Thái vậy á. Giờ mình nấu miếng nước đường để hồi mình pha với bột nè. Bột này là bột năng nè. Giờ mình bỏ bột năng vô. Xong rồi cái nước đường của mình sôi vậy nè, mình đổ vô. Mình sợ mà làm hư giống như hôm bữa đó, chết cười, chắc chết luôn. Mình cũng mới học thôi, nhưng mà chắc được, chắc không sao. Mình là thiệt luôn á, mình là thuộc dạng là dở bột lắm. Giờ ví dụ như mà giờ mình làm bánh này phải không, mà mình làm thành công luôn á, tại sao hỏi mình không nhớ gì hết. Ý á, bột gạo vô luôn nè. Tại vì nếu mà mình bề để bột năng không á, thì một hồi á, cái bánh nó sẽ bị cứng. Nó sẽ cứng. Mình muốn cái bánh nó mềm á, thì mình bỏ thêm một miếng bột gạo vô.
rồi mình trộn từ từ cho nó tan ra, từ nó thấm được. Cái bột nó đang mềm từ nè. Bột của mình hồi nãy giờ là nó tan rồi nè, nó tan hết rồi, nó tan ở đều nữa. Đó. Giờ là bây giờ mình chỉ cần là mình đổ ra cái khuôn rồi mình hấp lên là ăn được rồi đó. Nhanh lắm, này dễ, vừa dễ làm mà vừa nhanh nữa. Mà mới ăn ngon hơn thôi. Hồi hộp quá. Giờ mình múc bánh, mình để qua bên cái xửng silicon nè. Để mình hấp cho nó dễ, cái xửng này hấp á nó dễ, một hồi nữa mình hấp xong á cái nó chín á mình lật ra nó dễ hơn, mà mình cầm ra nó không có bị nóng nữa. Hồi chín thơm dữ lắm luôn coi, mình nghe thơm, mà cái mùi thơm nó giống như là cái mùi của canh dừa vậy á. Cái này là cái bánh bọt của chị Ba. Hồi hôm bữa á, mà chính á, có cho chị Ba một hũ cơm rượu á. Cái chị Ba thấy vậy, cái chị Ba nói để chị Ba làm bánh bò. Tại lần trước á, chị Ba làm bánh bò mà bị thất bại. Cái chị Ba nói là để lần này chị Ba làm lại thử coi có được không. Bữa nay chị làm lại thành công rồi nè. Bánh bò nở luôn á, nở thơm phức luôn. Đó, còn mình thì bây giờ mình bỏ cái bánh mít của mình vô mình hấp. Rồi cái một hồi cái mình làm nước cốt á. Mình làm một nồi nước cốt ăn chung với nước cốt, vừa ăn với bánh bò, vừa ăn với mít luôn. Cái mít này mình hấp là mình không phải ăn không, mà mình ăn với nước cốt, mà mình chan nước cốt lên ăn luôn. Ăn thử cái nó ngon không? Hay ăn xong là bị ấy chị á. Đây là bịch nước cốt nè. Hôm bữa nhà mình xài nước cốt cái còn dư á, cái vắt xong rồi cái đem bỏ lên ngăn đông á, cho nó đừng có bị hư á. Mốt mình có cần gì mình xài liền cũng được. Giờ mình đổ mình nấu luôn. Mình nấu đoạn hồi mình trang lên cái bánh mít của mình á. Mình hấp xong rồi mà mình thấy nó hơi nhão nhão, mình không biết là hồi ăn được không nữa. Mình mới bỏ vô đây một miếng bột năng nè, cho cái nước cốt nó kẹo kẹo lại á, ăn nó ngon hơn. Mình bỏ thêm vô đây một miếng đường nữa cho nó ngót ngót. Rồi nước cốt của mình xong rồi đó. Là cái chén nước cốt của mình nè. Đây, bánh của mình chín á, mình cắt ra rồi nè. Nhìn cũng màu cũng đẹp chứ bộ. Theo như mình nghĩ nghe, cái bánh này mà mình ăn nước cốt cũng được, mình ăn nước cốt chắc cũng bình thường á. Tại cái mít nó cũng ngọt sẵn á. Xin mời ông bà cô bác. Xin mời cả nhà nha. Để ăn thử. Mình ăn cái bánh mít này xong rồi cái mình gom cái củi này nè, mình gom cái củi chặt rồi á. Mình đem mình chất lên cái cự. Ăn được không mẹ? Ngon không? Lạ không? Ừ. Ăn kỳ. Được, thơm, ngon. Thơm. Thơm mà ngọt, thơm mà mít. Ngon ngay à. Thơm, thơm. Biết ăn này giống ăn gì không? Thơm bánh chuối. Biết ăn giống gì không? Giống chè chuối quá. Cái gì canh dừa, canh kiểm á. Chấm nước cốt á. Để coi, mình ăn một miếng không chấm nước cốt thử để làm sao. Thẩm chấm nước cốt á thì nó nói chung là nó cũng mít này ngọt ngon y chang nhom. Nó y chang mình ăn bánh chuối á, mà có điều cái mùi chuối á
thì nó hai bằng cái mì mít. Ăn hai chan vậy hả? À. Để lấy cái chén mà chan nó cốt vô ăn nó ngon hơn. Đúng rồi, bình thường thì con cũng thấy người ta ăn vậy á. Cái miếng bánh đó, nó cũng đẹp ghê á. À, lớp mít, miếng mít kia, miếng bánh, miếng mít kia, miếng bánh. Nghe nước dũng ngọt rồi, bơm nước rồi. Ngọt lại rồi hả mẹ? Bơm nước với cây rồi. Hãy thử là sữa mua tươi đó hả? Ăn đi sữa mua tươi. Cũng ngon á. Ngay à. Ừ, lại miệng hơn mít. Ngọt quá. Cái tại vì cái mít đó, cái mít này của mình á, bữa là nó chín cây đó. Cái mùi. Xong rồi cái mà mình đem mình hấp nữa, cái nó kiểu nó chín thêm nữa. Nó ngọt lắm. Ngọt. Ngọt kinh khủng luôn. Nhỏ là năm nào á, mà trước khi tới mùa mưa cái là cũng lôi củi chặt thì là năm nào là cũng đi gốc lá dừa gốc xong rồi mới dựng lên im dựng lên cho nó khô rồi xong rồi đem vô chặt chặt xong rồi đem đi sắp là năm nào cũng như năm nào. Cái mấy năm nay á, cái có dì Sáu á, thì dì Sáu chặt rồi nhờ dì Sáu lên chị Hai rồi thì ở nhà mình làm tiếp. Thôi clip của Tiền tới đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị, các bạn đã xem hết clip nha. Còn bây giờ thì Tiền xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.